Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào 31 tháng 3 năm 2023 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Xin được chào quý vị khán giả của FPT Play. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với các hình ảnh tại sân vận động Pleiku để cùng theo dõi trận đấu thuộc vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023 giữa đội chủ nhà Hoàng Gia Lai và đối thủ là PVF CND. Lúc này thì Hoàng Gia Lai phải bước vào giai đoạn 2 của V-League với việc phải cạnh tranh một suất trụ hạng. Cơ hội dành cho đội chủ nhà Hoàng Gia Lai, dứt điểm, cú vào. Một tình huống thoát xuống đầy tốc độ của Đinh Thanh Bình khi mà đội hình của PVF CND vẫn chưa thật sự bắt nhịp và đứng đúng vị trí. Khi mà trận đấu chúng ta mới trôi qua được 2 phút thì cơ hội đầu tiên đã xuất hiện dành cho đội chủ sân Pleiku. Và người dẫn đầu danh sách ghi bàn của PVF CND đó chính là Lê Minh Bình, một người cũ Hoàng Gia Lai. Rất tốt. Coi. Một tình huống bỏ bóng rất khôn ngoan của đội trưởng Tuấn Anh và không hề có lỗi việc gì ở trong pha xâm nhập vừa rồi. Rất nguy hiểm. Vẫn có. Có thể nói đó là bất ngờ, và bất ngờ đã xảy ra tại sân vận động Pleiku. Đội khách PVF CND đã có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Đường bóng vào, coi! Rất đáng tiếc là bóng đã trượt qua những chiếc đinh giày của Nguyễn Quốc Việt. Chúng ta cũng được theo dõi lại pha sút bóng trượt đến từ Quốc Việt. Điều chỉnh bóng vẫn tiếp tục là Minh Vương cùng với Châu Ngọc Quang. Minh Vương không có bàn thắng ở trong cú đá vừa rồi của Minh Vương. Bóng đã đi vào cạnh lưới khung thành của thủ môn Thanh Tuấn. Minh Vương, Đinh Thanh Bình, tiếp tục là Minh Vương, Tuấn Anh, coi vào! Thời điểm khó khăn nhất thì tấm bàn thủ quân của Tuấn Anh đã phát huy đúng lúc. Một điều cho Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 49 của trận đấu. Minh Đoàn. Quả tạt rất sớm vào bên trong. Đánh đâu! Thanh Nhàn đã hoàn toàn chiếm được lợi thế so với Lê Văn Sơn. Không được. Sút bóng. Không vào. Một tình huống bóng hai. Hữu Phước. Không vào. Hữu Phước đã không thể đánh bại được pha đổ người xuất sắc của Thanh Tuấn. Phạm Gia Hưng vào! Lịch sử đã sang trang với PVF CND. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.